Chào chào mừng quý bác anh chị các bạn quay trở lại với kênh của Phạm Huấn nhé. Trên hình anh chị đang quan sát đây là hai cái siêu phẩm Zanma IDG 200VS và 300SS. Đây là hai cái dòng rất là phổ thông. Đó, đây là dòng chạy dầu hàng thùng, siêu cách âm chống ồn và siêu nhạy nổ để phục vụ anh em các bạn này. Máy thì còn rất là đẹp các bác nhá. Đấy, em sẽ đi vào chi tiết này. Đây. Các bác quan sát cái nội thất bên trong này. Đấy. Máy móc còn sáng choang hết các bác nhá. Bao zin cho các bác nhá. Rồi, em sẽ đề nổ này. Và test tải luôn cho các bác này. Máy đã nổ này. Đấy. Zanma IDG 200VS. Hàng còn nguyên sơn zin các bác nhá. Máy nổ cực kỳ là êm luôn. Rồi, em sẽ bật tải lên này. Đấy. Dòng chuẩn 50Hz nhá. Rồi. Test tải cho bác cái ấm bơm nước này. Ấm siêu tốc này. 1500W này. Đó. Đây. Máy móc cực kỳ là đẹp luôn. Tay em đang chạm vào máy này. Chung là chỉ bong chốc một tí sơn thôi, còn lại là hàng rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Zanma IDG 200VS. Các bác có nhu cầu về máy thì có thể liên hệ trực tiếp với Phạm Huấn để được tư vấn nè. Xin chào và hẹn lại các bác ở video sau.